là tập 13 rất nhiệt mùa 2 đã chứng kiến mở đầu của dàn thí sinh bảng D từ 4 đội huấn luyện viên bao gồm Ritisip team Dramatic, Shade team Karik, Free team Huawei và Kaori team BG. Sau cùng, Kaori đã giành chiến thắng, đại diện của team BG tiến thẳng ở vòng chung kết. Chiến thắng của Kaori được cho là kết quả vô cùng xứng đáng nhưng bên cạnh đó vẫn gây ra không ít tranh cãi. Một bộ phận khán giả khẳng định Free nên được cho vào vòng chung kết hơn là Kaori. Mới đây nhất, netizen lại phát hiện điều bất thường trong tập 13 của Sắc Việt mùa 2 khi kết quả của phiếu bầu chọn không được MC công bố như mọi khi. Hơn nữa, những bình luận về Ri bên dưới tập 13 đều bị ấn sạch, những lời chê bai tiêu cực đối với Kaori không cánh mà bay. Điều này khiến dân tình nghi ngờ rằng Sắc Việt có thể có ổn khúc gì đó đằng sau bảng đấu đề này. Những ồn ào xoay quanh tập 13 Sắc Việt mùa 2 càng khiến mạng xã hội bùng nổ những nghi ngờ về tin đồn của Ri bị ekip chương trình chèn ép là có thật. Hơn nữa, tính đến thời điểm hiện tại, Kaori chính là thí sinh duy nhất đại diện Team BG giành chiến thắng. Bộ phận khán giả cho rằng chương trình đang cố gắng cân bằng lực lượng giữa các huấn luyện viên ở bên chung kết.